Hả? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày đầu tiên mình gặp nhau à? Không. Không phải. Ngày đầu tiên chúng mình nắm tay nhau. Ngày đầu tiên ra mắt bà nội anh. Ngày đưa mèo em đi thiến à? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì thật à? Ôi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh bảo hôm nay dẫn em đi mua quà sinh nhật còn gì? Ngày sinh nhật? Ừ. Ôi, đi nhanh chảo hết, đi. Mừng sinh nhật lần thứ 17 Alpha Computer. Siêu sinh nhật, triệu giảm giá. Tổng giá trị quà tặng và khuyến mãi lên đến 1,7 tỷ đồng. Chia tay đi, chúng ta không hợp nhau. Tại sao? Chúng ta của hiện tại. Em dành cả thanh xuân cho anh. Em quá tốt, nhưng anh không xứng. Nhưng mà anh muốn chia tay thật. Anh muốn tập trung cho sự nghiệp của anh. Sự nghiệp của anh? 86 à? Không. Sự nghiệp của anh là máy lọc không khí LED RGB 3090, vừa đẹp vừa ngon. Là đẹp có tiền mà đòi sự nghiệp. Siêu sinh nhật, triệu giảm giá. Mừng sinh nhật lần thứ 17 của Alpha Computer. Tổng giá trị quà tặng lên đến 1,7 tỷ đồng. Hôm nay sinh nhật anh thích ăn gì, em dẫn đi ăn nào. Đi đứng kiểu gì đấy? Hả? Sale sinh nhật triệu giảm giá. Máy tính sale á? Dồi ôi, đã sinh nhật còn giảm giá. Đi về. Nhanh. Đau. Về. Đau. Mừng sinh nhật lần thứ 17 Alpha Computer. Siêu sinh nhật, triệu giảm giá. Tổng giá trị quà tặng và khuyến mãi lên đến 1,7 tỷ đồng. Em xin. Hết đầu tay rồi à? Nhà có nóc. Mừng sinh nhật lần thứ 17 của Alpha Computer. Bill PC ưu đãi lên đến 65 triệu đồng. Mua màn hình và linh kiện máy tính ưu đãi lên đến 15 triệu đồng. Giảm giá lên đến 30% các sản phẩm gear. Giảm giá các sản phẩm laptop, sản phẩm văn phòng, máy bộ lên đến 10 triệu đồng. Siêu sinh nhật triệu giảm giá, tổng giá trị quà tặng và khuyến mại lên đến 1,7 tỷ đồng. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào, thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alpha có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.